Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày mùng 4 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy dự phát động tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017 mang tên Giải bối liềm vàng. Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc giải tỏa vi phạm đất đai tại huyện Văn Giang. Xã Lạc Đạo cương quyết xử lý hàng chục trường hợp vi phạm về đất đai nên chiếm hành lang toàn giao thông huyện Ân Thi quyết liệt trong công tác thực hiện xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A. Dự án đô thị Bách Giang chậm triển khai gây bức xúc cho nhân dân xã Long Hưng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi gặp mặt với cán bộ làm công tác tuyên giáo, trường chính trị Nguyễn Văn Linh và cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh để phát động tham gia dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017 mang tên Giải búa liềm vàng. Cùng dự buổi phát động có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, và các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phạm thị tuyến chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trần thị thanh thủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh cán bộ phóng viên một số cơ quan báo chí trong tỉnh tại buổi gặp mặt đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã phổ biến kế hoạch tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng với tên gọi giải bú liềm vàng lần thứ hai năm 2017. Qua đó, tạo sự quan tâm của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cổ vũ việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng đi vào cuộc sống. Đơn vị chủ trì tổ chức giải là Ban Tổ chức Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam. Đối tượng tham gia dự giải là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và các luật hiện hành khác. Thời gian nhận giải đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tích cực tham gia nhằm phát hiện những nhân tôn mới, cách làm hay để nhân rộng ra toàn xã hội. Ngay sau buổi lễ phát động này, các cơ quan báo chí trong tỉnh phải có kế hoạch triển khai cụ thể về đề tài tham gia giải, trong đó tập trung vào các mảng đề tài về công tác xây dựng, trình đốn đảng. Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và các đơn vị tham dự buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Tiến sĩ Bí Thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu từng đơn vị, cá nhân tích cực tìm tòi đề tài, hoàn thiện tác phẩm tham gia cuộc thi, qua đó để có nhiều tác phẩm hay tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và cấp quốc gia tạo sự lan tỏa ra toàn xã hội về công tác xây dựng đảng đồng chí yêu cầu từng đơn vị sau hội nghị này về triển khai sâu rộng tới tổ chức đảng kịp thời phát hiện những cá nhân điển hình cách làm hay về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính quyền để xây dựng hoàn thiện được nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt tham gia dự thi Ngày 2 tháng 8, Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, đê điều và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Văn Giang. Qua kiểm tra, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Giang đã giả soát được 638 trường hợp vi phạm phải xử lý thuộc giai đoạn 1. Huyện đã tuyên truyền tự giải tỏa được 302 trường hợp, tổ chức giải tỏa 132 trường hợp. Vi phạm hành lang công trình thủy lợi, đề điều có 132 trường hợp, đã tự giải tỏa 121 trường hợp và tổ chức giải tỏa 1 trường hợp. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Quang đánh giá cao sự tích cực vào cuộc quyết liệt có hiệu quả của huyện Văn Giang. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để thống nhất về số liệu báo cáo, các ngành thành viên và các địa phương trong huyện cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác này nhằm ngăn chặn kịp thời tái vi phạm sau giải tỏa. Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đã cương quyết xử lý hàng chục trường hợp vi phạm về đất đai, lấn chiếm hành lang toàn giao thông và thủy lợi. Thống kê trong tháng 7 năm 2017, xã Lạc Đạo đã xử lý được 30 trường hợp vi phạm hành lang toàn giao thông với diện tích 1.048m2, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi là 3 trường hợp với diện tích giải tỏa 648m2, vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp 8 trường hợp với diện tích gần 1.100m2. Hầu hết các vi phạm trên đất nông nghiệp vi phạm công trình thủy lợi mà xã đã tổ chức cưỡng chế đều xảy ra trong năm 2016 và 2017 chủ yếu là xây dựng lều lán nhà xưởng và nhà ở hiện xã lạc đạo vẫn đang tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ có công trình vi phạm tự giác tháo rỡ đồng thời sẽ cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành là một trong những huyện có nhiều biện pháp quyết liệt trong việc thực hiện xử lý các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, thậm chí là xử lý cán bộ cấp cơ sở còn buông lỏng trong công tác quản lý. Đến nay, huyện Ân Thi đã giải tỏa cưỡng chế được 86 trên 108 hộ, trong đó có 28 hộ tự tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế giải tỏa 58 hộ. Gần 1 hectare vườn ao này là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Vũ ở thôn 3 xã Hạ Lễ. Để tiện cho việc trông nom chăm sóc cây cối những năm trước, ông Vũ đã xây ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn gần 30 m2 trên diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên sau khi được Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền vận động, ông Vũ đã tự giác thuê máy để tháo dỡ công trình vi phạm này. Ông Vũ cũng là một trong 10 trường hợp tự giác tháo dỡ vi phạm ở xã Hạ Lễ. Theo thống kê, kết thúc giai đoạn 1, xã Hạ Lễ đã giải tỏa thành công 15 trên 15 trường hợp vi phạm. Tôi biết là trong cái trường hợp là vi phạm trong đất nông nghiệp của 03 thế là một viên gạch không được. Tôi nghe là cái chỉ thị của trên là tôi bị sai. Tôi tự động tháo dỡ, thuê máy tháo dỡ chứ không để chính quyền tức là phải can thiệp vào. Ngay sau khi kế hoạch 93A của Ủy ban dân tỉnh được ban hành, huyện đã giả soát phân loại các công trình và đối tượng vi phạm, đã chỉ đạo các xã thông báo công khai các trường hợp vi phạm đối với những xã buông lỏng công tác quản lý, chưa tích cực vào cuộc để vận động người dân tự tháo rỡ, không kiên quyết thực hiện cưỡng chế để các hộ tiếp tục xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, huyện Ân Thi đã ban hành quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ điều hành chung đối với chủ tịch ủy ban nhân dân xã và tạm dừng chức trách nhiệm vụ công chức địa chính để tập trung chỉ đạo giải tỏa cưỡng chế đối với xã Đào Dương và Hoàng Hoa Thám. Khi thực hiện cái thông báo của huyện đấy, thì anh em chúng tôi đã họp đảng ủy ban và đã tổ chức coi cưỡng chế các cái hộ mà đã coi vi phạm. Thì đến tại thời điểm này thì chúng tôi đã coi thực hiện là tất cả là 8 hộ đã vi phạm sau cái chỉ thị số coi 02. Thì đến bây giờ là chúng tôi đã coi thế là giải tỏa coi là xong. Thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch 93A, huyện Ân Thi tiếp tục tổ chức thực hiện giải tỏa cưỡng chế đối với 260 hộ gia đình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở cả hai thời điểm trước và sau ngày 16 tháng 3 năm 2016. Về huyện có chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng cái kế hoạch cụ thể khi bắt đầu mới có vi phạm. Nếu xã nào để vi phạm, các cái vi phạm mà đã hoàn thành, ví dụ xây dựng trường trại, xây dựng nhà tạm hay nhà ở, Hoàn thành rồi thì đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ địa chính sau đó phải chịu trách nhiệm thậm chí là kỷ luật. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu trong tháng 8 năm 2017 các xã thị trấn phải hoàn thành việc thống kê, phân loại, xác định vị trí đối tượng, nguồn gốc đất, công trình giải tỏa cưỡng chế, hoàn thiện hồ sơ vi phạm, đồng thời thông báo công khai các trường hợp giải tỏa cưỡng chế. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên có công văn số 32 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Nội dung công văn như sau. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 2 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Tỉnh Hưng Yên và các nơi khác thuộc Bắc Bộ tổng lượng mưa phổ biến cả đợt từ 150 đến 250 mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở ngành có liên quan thực hiện một số điểm sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến các cấp chính quyền và người dân chủ các phương tiện giao thông thủy, chủ đầu tư các công trình đang thi công, nhất là những công trình trên sông, các mỏ khai thác khoáng sản, biết diễn biến của mưa lũ để chủ động có biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức kiểm tra kiểm soát việc đi lại của người dân tại bến phà đò ngang để đảm bảo an toàn, ra soát những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, các hộ dân sống ven sông, chủ động di rời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. 3 tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên. Là một trong những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, vụ chuối năm nay toàn tỉnh ước thu 45.000 tấn chuối. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay tỉnh ta đang có 1.800 ha chuối đang cho thu hoạch với sản lượng khoảng 45.000 tấn các diện tích chuối được trồng chủ yếu ở vùng bãi sông Hồng thuộc các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hương Yên. Trong đó, chuối tiêu hồng Khoái Châu đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tiêu thụ rộng rãi khắp toàn quốc và xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Liên bang Nga. Sau 4 năm được giao đất nhưng đến nay, dự án đô thị Bách Giang nằm trên địa bàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang vẫn chưa triển khai, gây lãng phí bức xúc cho người dân. Đây là khu ruộng được dành cho dự án đô thị Bách Giang. Dự án được phê duyệt và có quyết định giao đất từ tháng 12 năm 2012 với tổng diện tích trên 53 ha. Thời điểm đó, xã Long Hưng cũng đã hoàn thiện phương án đền bù. Thế nhưng từ đó đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhiều lần đôn đốc, nhưng dự án vẫn đâu đóng đấy. Việc chậm triển khai không chỉ gây lãng phí mà còn khiến cho người dân nơi đây phần nào mất niềm tin. Được biết sau khi có thông báo gia hạn số 29 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 25 tháng 1 năm 2017, dự án đã khởi động trở lại. Tuy nhiên hiện đã có khá nhiều hộ tái đầu tư sản xuất, canh tác và đây sẽ là khó khăn khi tiến hành giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, dự án gạch ốp lát trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động của công ty Vestone bỏ hoang đã gần chục năm gây lãng phí đất. Được biết vào năm 2009 Công ty Veston đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 8,4 ha nhằm mục đích xây dựng nhà máy đá ốp lát trên địa bàn thị trấn Lương Bằng. Mặc dù đã bàn giao mặt bằng, tuy vậy đến nay doanh nghiệp này chưa có động thái xây dựng nhà xưởng để đi vào sản xuất. Ủy ban nhân dân huyện Kim Động đã nhiều lần yêu cầu công ty có giải pháp để thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay đã 8 năm dự án vẫn chưa được triển khai đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây lãng phí tài nguyên đất. Chịu ảnh hưởng di chứng chất độc màu da cam, anh Phạm Năng Thăng ở thôn Ninh Tập xã Đại Tập huyện Quái Châu bị teo một chân từ nhỏ. Vượt qua những khó khăn của bản thân, anh đã vươn lên gây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ có tiếng một vùng. Vốn là một cậu bé thông minh lanh lợi nhưng chân yếu, việc đi lại phải phụ thuộc vào gia đình đưa đón nên đến năm lớp 9 do trường xa nhà, anh Thăng đành phải từ bỏ việc học. Sau đó anh bắt đầu theo học nghề mộc. Với bàn tay khéo léo những thao tác đục đẽo, anh đều nhanh chóng nắm bắt và thuần thục. Các sản phẩm chạm khắc anh làm đều sắc nét, tinh xảo. Chỉ sau một năm học nghề, anh đã lập được xưởng mộc riêng tại Phú Xuyên, Hà Nội, thuê thêm lao động, chuyên nhận chạm khắc đồ mộc. Sau khi nắm vững kỹ thuật sản xuất đồ gỗ dân dụng, anh trở về quê hương, gây dựng cơ sở sản xuất tại gia đình. Nó nhiều cái khó khăn lắm. Khó khăn thứ nhất là đầu tiên thì là đi lại là nó hơi vất vả. có khó khăn về kinh tế thì thực ra là là cũng không có nhiều vốn. Yêu nghề là mình phải phải phát triển theo nghề chứ không được làm trí quyết tâm theo đổi tới cùng. Nhanh nhạy trong kinh doanh cơ sở sản xuất của anh Thăng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với đa dạng sản phẩm, bàn ghế, sập gụ, tủ chè, trường kỷ, hoành phi câu đối với những đường nét hoa văn tinh xảo. Lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng lên, ngoài 8 lao động chính làm việc tại xưởng, anh Thăng đã trang bị hệ thống máy móc đáp ứng mọi khâu sản xuất. Đặc biệt, anh còn đầu tư hệ thống máy đục vi tính giúp nâng cao năng suất công việc. 20 năm gắn bó với nghề mộc, anh Thăng đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và lao động tại địa phương. Sản phẩm anh làm ra được ưa chuộng không chỉ trên địa bàn tỉnh mà cả các tỉnh thành lân cận. Anh Thăng chia sẻ, niềm đam mê và nỗ lực quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng, cộng với sự động viên giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, chính là động lực để anh vượt qua những khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em trong xã có địa điểm an toàn để học bơi, phòng chống tai nạn đuối nước, Đoàn Thanh niên xã Việt Hòa huyện Khói Châu vừa đưa vào sử dụng công trình thanh niên ao bơi cho trẻ em. Tận dụng ao làng ở thôn Yên Khê, từ đầu tháng 6, đoàn thanh niên xã Việt Hòa tiến hành vớt rác thải, đổ cát và kè xung quanh ao, lát gạch chống trơn, làm bậc lên xuống, đồng thời vận động nhân dân trong thôn không thải nước thải ra ao bơi. Công trình hoàn thành với kinh phí 200 triệu đồng, chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ nhân dân, trong đó hội đồng hương người Việt Hòa đang sinh sống và làm việc bên Nga ủng hộ 130 triệu đồng. Hiện nay, trẻ em trong xã Việt Hòa đã có một ao bơi sạch sẽ, an toàn để học bơi. Chiều ngày 3 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức lễ khánh thành bàn giao ngôi nhà mái ấm tình thương cho chị Phạm Thị Len, 54 tuổi, trú tại thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Ngôi nhà có diện tích trên 60m2, được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2017 với tổng kinh phí 115 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, tổng công ty Mai Hương Yên hỗ trợ 30 triệu đồng, công ty cổ phần Hoa Lan hỗ trợ 5 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình dành dụm và họ hàng giúp đỡ. Các ban ngành đoàn thể của xã và bà con nhân dân đã ủng hộ ngày công để hoàn thành công trình. Chị Phạm Thị Len là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống một mình, không có việc làm ổn định. Theo nhiều người dân sống nơi đây phản ánh tuyến đường tỉnh lộ 376 qua địa phận thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, do đường vào cua hẹp hạn chế tầm nhìn đã ảnh hưởng đến việc đi lại. Tại đây đã xảy ra hai vụ tai nạn chết người. Tuyến đường tỉnh 376 đi qua thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, có khúc cua gấp khiến người tham gia giao thông bị hạn chế, che khuất tầm nhìn. Đặc biệt, ô tô đi ngược chiều tại đoạn cua trên thường lấn vào đường cua khiến người đi ngược chiều không xử lý kịp và dễ gây tai nạn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, tại khúc cua này đã xảy ra hai vụ chết người khiến nhiều người dân lo sợ. Thiết nghĩ cần có sự bố trí các biển báo hợp lý để các phương tiện lưu thông có thể hạn chế được tai nạn xảy ra. Năm nào cũng xảy ra rất nhiều nhiều, chủ yếu vào những dịp lễ Tết là xe đi lại đông, lượng xe lại đông là xảy ra rất là nhiều. Nó phải kéo dài từ rất lâu nay rồi. Nguyên nhân là chủ yếu là do cái đoạn đường này cua gấp, mất tầm nhìn là xảy ra tai nạn rất nhiều thì nhẹ thì gãy chân gãy tay còn nặng thì có hai trường hợp đã tử vong. Ngày 3 tháng 8 năm 2017, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Điệp, tức Hiệp, sinh năm 1994 ở Đồng Than Yên Mỹ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 30 tháng 7 năm 2017, Công an huyện Yên Mỹ nhận được tin báo của anh Hoàng Tiến Bình, ở xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào là quản lý của chị Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1995, ở Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là nhân viên phục vụ tại các quán bia về việc chị Nhàn hiện đang bị giam giữ, đánh đập tại nhà trọ của Điệp. Trước đó, chị Nhàn đã mượn xe máy và điện thoại của mình đến nhà trọ của Điệp là người quản lý cũ của chị để lấy quần áo. Bực tức vì chị Nhàn tự ý bỏ đi làm nhân viên cho người khác, Điệp không cho chị lấy quần áo, bắt chị phải quỳ xuống xin lỗi rồi chửi bới dùng dây điện nguồn của nồi cơm điện liên tiếp đánh vào chị rồi bắt chị phải đưa chìa khóa xe máy và ép viết giấy vay nợ với nội dung nợ điệp số tiền 30 triệu đồng. Do sợ hãi nên chị Nhàn đã viết giấy nợ điệp số tiền trên và gọi điện cho Bình đến cứu. Nhận được tin báo, công an huyện Yên Mỹ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp tại chỗ của Nguyễn Văn Điệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu giữ toàn bộ giấy vay nợ và các vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 8 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên, cùng với những tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hương Yên hệ thống thoát nước xuống cấp gây ngập lụt. Văn Lâm nhiều biện pháp phát triển phong trào hỏa táng. Sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.